Chắc là bình thường ấy, tôi đi ngủ. Tôi chỉ quen mặc mỗi quần lót thôi. Lát nữa quần lót sạch, thì hôm nay mặc cái gì đi ngủ bây giờ? Ôi mà còn, đêm nay ấy, tôi ngủ chung với anh nữa đấy. Xin lỗi. Làm cái gì đấy hả? Lát nữa, anh vô cửa hàng 24 giờ nào, mua tạm một cái mà mặc đi. What? Tên. Em thấy anh giỏi không? Sếp, ăn đi sếp. À mà này, còn một chuyện nữa tôi chưa kể cho anh đâu. Chỉ là tôi với anime đã cắt máu ăn thề với nhau rồi đấy. Từ giờ trở đi ấy, chúng tôi đã là anh em thánh tiết. Anime nhỉ? Không nào chứ. Nhạ. Em đút cho anh trai đi nò. Anh ăn đi. Ăn nhiều lên. Nào, nâng cốc để chúc mừng anh trai và em gái nào. Vô. Cái đó là bia của tôi mà. Soda mới là của anh mà. Cô làm như tôi không uống được bia không bằng á. Chẳng qua là tôi muốn tỉnh táo để làm việc thôi. Nhìn đây nè. Anh đã biểu. Quay mặt ra đây xem nào. Lang thang ngoài biển cả ngày, dính đầy cái gì lên mặt ra đây này. Đây xem nào. Ui. Anh làm gì vậy? Hóa ra là tần nhang đấy. Vô gì? Anh đã biểu. Anh quả cho em đấy. Tay đâu? Không. Xoay cái tay ra. Không. Nào. Đứng cái tay. Bọn tôi là anh em với nhau nên tặng quà cho nhau ấy là chuyện rất bình thường. Tên. Con rắn. Chính xác. Con rắn không đòi giỡn tôi đi hả? Chỉ có một em gái của anh là có biểu cảm như này. Thích quá đi. Nani? Anh làm gì vậy hả? Tôi đánh cái đồ gian xảo như anh á. Anh nói gì? Đáng đời. Cái đồ gian xảo là anh đó. Sếp. Anh ơi.